Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, chương trình với những tin tức cập nhật đang được quan tâm. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nỗ lực khắc phục sạt lở tại Quảng Nam. Xe tải cuốn xe máy vào gầm, nữ sinh tử vong. Bắt tạm giam hai vợ chồng tàn trữ tiêu thụ hàng tỷ đồng tiền giả. Ngắm sắc hoa chi bâu ở Yên Bái. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Cập nhật thông tin về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh thành. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, những ngày qua, tại địa bàn huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng. Với nỗ lực của chính quyền, các lực lượng chức năng căng mình khắc phục. Và đến thời điểm này thì đã cơ bản thông xe bước 1 để tiếp cận hơn 6.000 bà con bị cô lập do sạt lở. Tuyến đường DT606, hàng trăm ngàn mét khối đất đá đổ xuống mặt đường tại km 29+800. Vụ sạt lở gây chia cắt 4 xã vùng cao huyện Tây Giang. Bây giờ thì phương tiện giao thông thì không đi qua lại được. Là tuyến đường duy nhất mà chúng tôi đi qua là phải đi qua tuyến đường tắt mà đi bộ qua. Và bây giờ thì rất khó khăn. Chờ từ 4-5 tiếng rồi. Đường không có máy mục để đi đường tắt không được. Và có đường xe đi được mà lên xe. Sợ nguy hiểm lắm. Sau khi xảy ra sự cố sạt lở, huyện Tây Giang đã huy động hơn 20 phương tiện xe cơ giới cùng hàng chục công nhân để sớm thông đường. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá quá lớn, sạt lở liên tục nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi cố gắng thông sớm nhất, bất kể ngày đêm, nhưng mà thời tiết là đông mưa nên rất là khó khăn. Bây giờ về km 29+800 thì chúng tôi đã thông tạm thời bước 1 và tiếp tục là cố gắng thời tiết ở miền núi Quảng Nam mưa liên tục, những đồi núi no nước vẫn luôn trực chờ sạt lở. Nguy cơ chia cắt vẫn còn hiển hiện với hàng ngàn bà con vùng cao. Cắm biển cảnh báo sạt lở, lực lượng công an cơ sở tiếp tục ứng trực tại các vị trí xung yếu, được coi là giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng cao sau thiên tai. Còn tại Thanh Hóa thì trước dự báo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, nhất là khi mùa mưa bão đang bước vào những tháng cao điểm, tỉnh này đang khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Sau đây là ghi nhận của chương trình. Là rất cần thiết nhằm giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thiên tai. Bên cạnh đó thì công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đang được quan tâm. Cụ thể là tại Lào Cai, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh này vừa tổ chức tập huấn và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại trường Trung học cơ sở Quảng Qua Thám ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Chương trình nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động ngăn ngừa và sẵn sàng xử lý khi mà phát sinh các tình huống hỏa hoạn hay là tai nạn xảy ra. Tại buổi hoạt động ngoại khóa, hơn 1.000 học sinh và giáo viên đã được cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các kỹ năng di chuyển, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Ngoài ra, giáo viên và học sinh còn được thực tập chữa cháy tại chỗ bằng bình cứu hỏa, tham gia trả lời các câu hỏi về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để nhận những phần quà ý nghĩa. Tại buổi thực hành, dưới tình huống giả định xuất hiện đám cháy tại khu nhà D tại các lớp học trong trường, ngay khi phát hiện xảy ra cháy, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của trường học đã thực hiện tốt công tác chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn thoát nạn cho giáo viên, học sinh, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản. Cùng lúc đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chữa cháy chuyên dụng để thực hiện khống chế, dập tắt đám cháy và cứu nạn cứu hộ thành công. Thông qua chương trình tập huấn và diễn tập sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Qua đó có thêm nhiều kiến thức bổ ích về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, xử lý tốt các tình huống và nâng cao kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Tiếp theo là thông tin về sản xuất. Thường vào mùa nước nổi hàng năm, các mặt hàng rau màu luôn hút hàng và có giá bán ổn định. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nhiều nông dân đã gieo trồng nhiều loại hoa màu, trong đó có dưa leo giúp tăng thêm thu nhập. Và đơn cử như là hộ của anh Trần Văn Xã ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Với diện tích gần 4.000 m² đất trồng dưa leo, từ đầu vụ đến nay, anh Trần Văn Xã thu được hơn 20 đợt trái, giá bán dao động từ 8 đến 13.000 đồng một ký. Theo anh, với giá này, nông dân trồng hoa màu có lợi nhuận khá. Để dưa leo đạt năng suất cao, khoảng 6 tấn trái một công, theo anh Xã cũng như nhiều nông dân trồng dưa leo lâu năm, cần chọn giống dưa cho năng suất cao, đặc biệt phải chủ động thoát nước tốt, cũng như phòng ngừa những bệnh hại thường gặp vào mùa mưa. Điều quan trọng nữa là chọn thời điểm thu hoạch từ nửa tháng 8 đến nửa tháng 9 âm lịch, vì thời điểm này ít ai trồng được dưa leo nên bán được giá. Thưa quý vị và các bạn, tại Cà Mau, từ khi thực hiện mô hình nuôi cua an toàn sinh học kết hợp với nuôi tôm, bước đầu đã mang lại hiệu quả cao, góp phần cho nhiều hộ dân ở huyện Đầm Dơi thay đổi phương thức sản xuất cho phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập cho bà con. Hơn 2 tháng thực hiện mô hình nuôi cua an toàn sinh học kết hợp nuôi tôm, ông Quỳnh Văn Sáng ở ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi cho biết, bước đầu đem lại hiệu quả khá cao. Cua đạt trọng lượng khoảng 6 con một ký. Hiện cua đang phát triển tốt, dự kiến trong vụ này gia đình ông sẽ thu hoạch được 500 ký cua thương phẩm. Từ khi xây dựng cái cánh đồng 50 hecta, coi như là vừa qua thì tới nay đã được 2 tháng thì cái lượng cua của bà con là trong 24 hộ thì coi như đạt khá tốt. Số lượng cũng nhiều hơn so với lúc ban đầu. Còn tôm vẫn phát triển bởi vì cái sử dụng phân là vi sinh hữu cơ và men vi sinh thì tôm cua thì nó phát triển rất nhanh và rất đẹp. Cũng với mô hình này, khi bắt đầu thả nuôi, ông Hứa Văn Hậu cùng ấp với ông Sáng được ngành nông nghiệp hỗ trợ 3.500 con cua giống. Được hỗ trợ một phần con giống cùng với kỹ thuật trong sản xuất, ông Hậu dự tính vụ nuôi này kết quả sẽ khả quan. Thả thấy ngon lắm, lần này mà không biết nó dư dột cái nào, không biết thấy nó bự ngon lắm. Vừa qua, dự án nuôi cua thương phẩm theo hướng hữu cơ được triển khai tại 24 hộ dân ở ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, với diện tích 50 hecta, thả nuôi 62.500 con cua giống, mật độ thả nuôi bình quân 7.5 m² một con. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 62 triệu đồng do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau hỗ trợ. Bước đầu là mình phải chắt nước phơi đầm. Rồi phơi đầm xong rồi coi như là 5-7 ngày sau khi nước chuyên chim thì coi như là trên sẽ hỗ trợ phân và men. Mình sử dụng cái loại này thì vừa làm sạch môi trường và tăng thức ăn cho con cua và con tôm. Cho nên là vì cái phát triển nó nhanh hơn theo cái quảng canh truyền thống. Cua là đối tượng nuôi phổ biến của người dân huyện Đầm Dơi. Tuy nhiên hiện nay, đa phần bà con nuôi theo phương thức truyền thống nhỏ lẻ. Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế, nên năng suất cua đạt thấp. Xuất phát từ thực tế đó, dự án nuôi cua thương phẩm theo hướng hữu cơ được triển khai ở ấp Hiệp Hòa Tây là hướng đi mới, giúp nông dân áp dụng được tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Thành công này sẽ giúp bà con thay đổi phương thức nuôi thích hợp để phát triển kinh tế trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Xe tải cuốn xe máy vào gầm, nữ sinh tử vong. Bắt tạm giam hai vợ chồng tàn trữ tiêu thụ hàng tỷ đồng tiền giả. Ngắm sắc hoa chi bầu ở Yên Bái. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, làm cho một nữ sinh tử vong. Chiều qua, xe tải chạy trên đường tỉnh 743 hướng từ ngã ba Tân Dạng đi đường Mỹ Phước Tân Dạng. Khi đến vòng xoay khu du lịch Thủy Châu thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, thì va chạm với xe máy do nữ sinh 20 tuổi cầm lái chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn làm cho nữ sinh và chiếc xe máy lọt dưới gầm xe tải. Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhận thông tin, Công an thành phố Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Còn tại tỉnh Hà Tĩnh thì lực lượng cảnh sát giao thông huyện Can Lộc vừa khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên quan giữa ba ô tô khiến cho một xe tải suýt rơi xuống sông. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều qua trên quốc lộ 1, đoạn cầu Già bắc qua sông Già nằm giữa xã Thiết Lộc, huyện Can Lộc và huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Xe container lưu thông trên quốc lộ 1 khi đến cầu Già thì tông vào đuôi xe tải chở hàng. Một xe ô tô du lịch gắn biển tập lái phía trước cũng bị tông trúng và đẩy về phía trước. Riêng xe tải bị ép chặt vào thành cầu, nằm dắt dẻo, suýt rơi xuống sông. Ghi nhận tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng, hàng hóa trên xe đổ tràn xuống đường. Xe tập lái bị mớp méo phần đuôi và may mắn là không có thương vong về người. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam Quách Thị Quyền và chồng là Lê Quốc Bảo đều trú tại thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ lưu hành tiền giả. Trước đó, Quyền và Bảo đi ô tô từ tỉnh Hòa Bình sang Thanh Hóa. Khi đến thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, hai đối tượng này vào một quán gian đường dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hai cây giả với giá 130.000 đồng để được nhận lại 370.000 đồng tiền thật. Ngay sau đó, Quyền và Bảo bị công an và người dân bắt giữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ trong người phương tiện của Quyền và Bảo hơn 206 triệu đồng tiền giả. Sau đó thu giữ tại nơi ở của hai đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng tiền giả đều mệnh giá 500.000 đồng. Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ thêm 2,3 đồng tỷ đồng tiền giả đều có mệnh giá là 500.000 đồng, được Quyền cất giấu tại nhà của cha mẹ ruột ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Còn tại tỉnh Hà Nam thì Công an huyện Kim Bảng cho biết vừa khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng. Theo điều tra thì do bị gia đình bạn gái ngăn cản chuyện tình cảm vì chưa đủ tuổi kết hôn, đối tượng Đinh Văn Thịnh đã thường xuyên quấy nhiễu người dân xóm Bởi, thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng. Thịnh cùng với đàn em thường xuyên đập phá, khủng bố tinh thần bằng việc ném chất bẩn, đặt quan tài trước cửa gia đình chị Hoàng Thị Tâm, rải tờ rơi nhục mạ gia đình chị Tâm trên mạng xã hội. Sau khi được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và khởi tố bị can đối với Đinh Văn Thịnh và 3 đồng phạm. Hiện cơ quan công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và truy tố các đối tượng theo quy định. Thưa quý vị, đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979 mét so với mực nước biển, nằm ở khu vực xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, được mệnh danh là nóc nhà Yên Bái. Vào khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm, thì đỉnh núi này thu hút du khách với nhiếp ảnh với mùa qua chi bâu đặc trưng. Theo người dân nơi đây, tên qua chi bâu bắt nguồn từ câu trả lời của người Mông khi được hỏi về loài qua này, có nghĩa là không biết. Những ngày trung tuần tháng 9, đầu tháng 10, qua chi bâu nở rộ, khoe sắc tím khắp các dãy núi triền đồi trên đỉnh Tà Chì Nhù. Mùa qua đẹp nhất chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần nên rất đông du khách đã tìm tới đây, vượt chặng đường núi trắc trở để tận mắt ngắm nhìn khung cảnh đẹp. Những năm trước để đến đỉnh Tà Chì Nhù, du khách chỉ thường leo núi từ hướng Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Nay thì du khách đã có thêm chặng đường thử thách thú vị mới từ bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, dù đôi mắt không còn nhìn thấy từ nhỏ, nhưng ông Dương Quài Ân, 58 tuổi, ở huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang, đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề lặn biển bắt cá. Câu chuyện về ông không chỉ cho thấy biệt tài, mà còn là sự nỗ lực mưu sinh của người khiêm khuyết. Cuộc mưu sinh dưới đáy biển của ông Ân chẳng giống bất kỳ một ai. Chẳng có ống hơi, đồ bảo hộ, ông chỉ cần chuẩn bị những dụng cụ đơn sơ, gồm bao tay, cái thùng tự chế đựng cua, cá và một chai nước lọc, được mang theo uống cho đời khác là đi lặn biển. Bấy nhiêu đó thôi, nhưng mỗi ngày ông có thể đi lặn dưới biển từ 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ. Và có lẽ quen nên khi con nước thủy triều ở ba hòn cò đang lên nhanh, lội ra xa mé chừng 20 mét, mực nước ngang cổ, hít một hơi thật sâu, ông Ân nhẹ nhàng hụp xuống biển. Khoảng một phút sau, ở phía xa ngoài biển, ông Ân đã ngoi lên mặt nước, một tay vuốt mặt, tay còn lại ông đã cầm con cá mang ếch đang quẩy đuôi mạnh để tìm cách thoát thân mà ai thấy cũng hết sức ngỡ ngàng nể phục. Mình lặn xuống mình cái lỗ nhờ cái lỗ tai mình nghe được. Mình nghe được cái tiếng cá nó kêu biết cá gì. Rồi mình nghe được cái tiếng đá nó nổ, đá loại đá gì nó nằm ở đó. Rồi cái bàn tay mình kết hợp với cái bàn tay mình biết mình cảm giác nó cái loại nó có gai hay không gai.
chạy qua mình biết nó đụng mình biết cá nó có dậy hay không dậy, mình mới phân biệt nó được nó gai nằm đâu. Ở Ba Hòn Cò, đá nhỏ sắc bén xếp lớp dưới đáy biển nhiều nên cá mang ếch, cua đá ưa sống ở đây. Khi ông Ân lặn xuống biển, chỗ nào có cá, có cua sẽ tung ra trúng tay ông rất mạnh. Tuy nhiên, ngoài cá mang ếch thì cá mú to, có sức mạnh rồi thêm răng sắc bén. Còn cá ngát bình trơn nhưng ngạnh dài. Sơ ý một chút bị cá đâm phải thì ông Ân có thể nhứt cả cánh tay và nghỉ lặn biển vài ngày. Vì vậy phải hết sức thận trọng khi bắt những loài này. Hơn 30 năm gắn bó với nghề lặn biển, sống ở biển đã quen. Không đi biển ông Ân lại thấy nhớ. Do đó ông nguyện gắn cả cuộc đời mình với biển. Sau đây là ít phút dành cho một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, trên tờ Thanh Niên sáng nay cho biết là Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 13 đã khai mạc vào ngày hôm qua. Bài báo dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định cần quyết tâm mới, quyết sách mới. Và ngay lúc này đây thì Thanh Vy đã trở lại để thông tin chi tiết đến quý vị. Xin được mời Thanh Vy. Cảm ơn chị Như Thanh và anh Tấn Phước. Dân thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều vấn đề tại hội nghị lần này đã có chủ trương tiến hành từ lâu, song vẫn còn không ít hạn chế yếu kém, do đó là cần tiếp tục thực hiện ở tầm mức mới, với quyết tâm mới, quyết sách mới. Trong đó có vấn đề xem xét tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Về định hướng quy định tổng thể, quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ lần đầu tiên chúng ta làm, rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, song rất quan trọng và cấp thiết, các bộ ngành địa phương đang rất mong đợi. Hôm nay, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ khai mạc. Bình luận trên tờ Thanh niên cho rằng tỉnh Thừa Thiên Huế đang trên bước đường xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương và người trẻ Thừa Thiên Huế cũng đã đề ra hành động, khát vọng đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Còn trên tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, ở một thời sự có thông tin, chính quyền Nghệ An và người dân cả nước đang cùng chung tay hỗ trợ người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, nơi vừa trải qua cơn lũ ống gây thiệt hại nặng nề. Hay ở một tiêu điểm là bài viết đặt ra vấn đề, bác sĩ làm thêm ngoài giờ tại các cơ sở khám chữa bệnh khác phải có đơn xin phép và được bệnh viện nơi đang công tác đồng ý. Ngoài ra cũng trong số này, theo quan điểm của tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thì pháp luật về đấu giá tài sản hiện nay còn bộc lộ một số bất cập, thiếu một số quy định quan trọng. Nguyên nhân thì có đại diện Bộ Tư pháp trọng nhất là do người sản làm có trường dụng ở tục tầng, một sức bán đấu giá viên cũng bắt tay câu kết thông đồng dìm giá. Còn trên lĩnh vực kinh tế, góc nhìn của tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 100 nông dân tiêu biểu vừa được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 chính là biểu tượng đẹp đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước đang ngày đêm sản xuất, kinh doanh, sáng tạo và đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đó là những tấm gương năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Từ 15 giờ chiều hôm qua, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm về mức tương đương tháng 9 năm 2022. Mặc dù vậy, theo phản ánh của tờ Tuổi Trẻ, thì dư luận vẫn đặt câu hỏi về tình trạng xăng dầu bị bán vượt giá điều hành. Trước vấn đề này, thì Bộ Công Thương khẳng định cần phải có thời gian kiểm tra, rà soát và nghiên cứu kỹ vì liên quan đến pháp lý, hợp đồng cụ thể giữa các doanh nghiệp. Chính vì vậy mà câu hỏi này vẫn chưa được trả lời một cách thấu đáo. Hôm qua, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại vì việc đậu mùa khỉ ở Việt Nam dễ lây lan không. Theo đó, thì tờ Tuổi Trẻ dẫn lời nhiều chuyên gia cho biết khả năng lây lan và bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam là rất thấp, không như dịch Covid-19. Do đó là người dân không nên quá lo lắng. Đề cập đến nội dung mang tính thời sự, đó là giải ngân vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi 8 tháng đầu năm nay đạt rất thấp, trong khi nhiều bộ ngành chưa giải ngân đồng vốn nào, xin trả lại tiền trung ương. Theo quan điểm của tờ Tuổi Trẻ thì vấn đề này chẳng khác nào căn bệnh nan y từ trước đến nay, mà nếu không xử nghiêm trách nhiệm thì không thể dứt bệnh. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.